Mới đây thì thêm một cái vụ đẻ rơi nữa nhưng mà không phải không phải trên ngay tàu mà ở trên đường vừa xảy ra ở tỉnh Nghệ An. Theo đó thì vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 16 tháng 1 thì trên đường đi dạy về thì một nhóm giáo viên gồm chín cô giáo ở trường tiểu học Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn đã phải dừng lại bên đường để đỡ đẻ cho một sản phụ người đồng bào Khơ Mú ở xã biên giới Bắc Lý theo cô giáo Nguyễn Thị Châu thì giáo viên trường tiểu học Phà Đánh Quyền Kỳ Sơn cho biết vào khoảng thời gian nói trên thì cô Châu cùng 8 giáo viên khác đang loay quay trong trường à, vừa vừa hết thời gian lên lớp trên đường về nhà ở thị trấn Mường Xén đoạn đi qua bản Kim Đa xã Phà Đánh thì các cô đã gặp hai người đang lay quay với một người phụ nữ nằm ở dưới đất các cô dừng xe hỏi thì phát hiện là có một sản phụ đang nằm đẻ rơi bên đường và ngay lập tức các cô đã phân công nhau mỗi người một nhiệm vụ. Người chạy vào bảng để xin khăn lao, người thì mượn kéo, người thì tìm xô, giúp sản phụ đón đỡ em bé chào đời. Ở sau khoảng 15 phút được sự giúp đỡ của các cô, thì một bé gái nặng chừng 2,8 kg đã chào đời một cách khỏe mạnh. Và hiện nay thì người mẹ và em bé cũng đã được đưa về Bắc Lý. Vâng có thể thấy là chúng ta đón thêm hai cái tin vui trong buổi ừ. sáng ngày hôm nay bên cạnh quá nhiều những cái thông tin đen tối đúng không ạ? À? Ừ. Và tôi nghĩ là trong cái thời buổi hiện nay thì đối với những cái đồng bào dân tộc thì cái công tác khuyến khích dân số cần phải được cung cấp nhiều hơn cho đến bà con để tránh những cái tình trạng hi hữu như thế này có thể xảy ra bởi vì người ta sẽ biết được về cái những cái thông tin cần thiết trong cái vấn đề chuyển dạ hay là gì đó để có thể đến bệnh viện một cách kịp thời hơn ạ. À. Ừ. Mặc dù đây là những thông tin hi hữu và mặc dù thì hai mẹ con cũng đã mẹ tròn con vuông, tuy nhiên thì chúng tôi thật sự cũng không khuyến khích những trường hợp ừ. như trên bởi vì trước khi chào đón sự xuất hiện của một em bé thì tất cả các bà mẹ của chúng ta tốt nhất cũng nên có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng đúng không ạ à?